Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2019 ạ, ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc tất cả các bé thiếu nhi trên toàn Việt Nam có một ngày quốc tế thật ý nghĩa bên ba mẹ của mình nhé. Hôm nay em có một vài mạch hoa muốn giới thiệu với các bác. Đầu tiên em sẽ quay về cái chậu ESO cái đã. Hoa ESO có lưỡi tím ạ. Đây ạ. Chúng là tím cũng không hoàn toàn lắm, nhưng mà nó cũng là một mạch hoa khá đẹp để chúng ta sưu tầm và chơi đó. Mạch hoa này có môi tím và cánh thì cũng cân đối. Màu sắc cánh cũng rất là hài hòa đối với môi. Màu sắc cánh của nó là một màu nói chung là cái màu cánh của nó cũng là một màu hồng, hồng hồng tím tím vậy đó. Môi thì môi cong và khuôn môi rất là chuẩn này, môi cong này, khuôn môi rất là đồng đều và chuẩn nhé. Bây giờ em đang quay là lúc này là gần 2 giờ rồi, cho nên hoa có một số hoa là nó không có bay lắm so với lúc trưa, đó, lúc buổi sáng. Đây là một cây ESO nhé, ESO này. Có hai mầm gốc, một mầm gốc thì lên khoảng 10-15 cm, còn mầm gốc kia mới nhú thôi. Đó. Cây chậu ESO này em sẽ bán là 1 triệu nhé. Đấy. Lưỡi tím. Rồi em sang chậu số 2. Chậu số 2 là một mạch hoa vừa mới hé thôi chứ còn chưa có hé nhiều lắm. Nhưng mà nhìn tổng thể thì về cánh và màu sắc môi rất là đẹp. Nhìn về mắt của nó thì nó gần nhỏ, mắt của nó thì nó chưa đều qua hai bên á đó. Kiểu như là nó sát mép của cái môi luôn và nó hơi xước xước ở phía trong một tí đó. Môi nếu mà nở ra thì cái mắt hoa này cũng khá là đẹp này. Đấy, đây là một kiến nhá, một kiến nhỏ này, mầm gốc đã lên khoảng hơn 5 cm rồi. Thì cái kiến này em sẽ bán là 350 nhé, cho một mạch hoa có mắt môi rất đẹp này. Rồi em sẽ bán hình số 3. Hình số 3 thì nó nằm ở trong cái chậu này, nhưng em bán cái mạch hoa này thôi nhé. Có một cây đang hoa này, em bán cái cây này thôi. Cái mạch hoa này thì cũng mới hé ra thôi, cho nên nó chưa có bay cánh ra. Mới hé mới hồi sáng là mới hé ra thôi này. Mắt thì mũi này thuộc là mũi hồng nhé, mắt thì cũng lạ, không biết đây có phải là mắt cua hay không. Đấy, nhưng mà nó có đôi mắt hồng rất là đẹp đó. Lưỡi cong này, bác nhìn thấy là lưỡi cong rất đẹp này. Cánh thì thuộc loại có thể nói nó là cánh bầu, bởi vì cánh nó tròn tròn đấy. Môi rất trắng luôn, đầu môi trắng giống như là môi tuyết vậy. Còn cánh thì tròn nhé, rất là cân đối này. Mới hé thôi mà đã thấy đẹp rồi các bác ạ. Cả em sẽ bán cái thân cây này. Cái cây đăng hoa này là 500 nhé. Nó có một mầm gốc lên 30 cm rồi. Đây, dài đây. Mầm nó đây, gốc nó đây. Đó. Em bán cái cây này thôi nhé. 500 nghìn cho mạch hoa rất là đẹp này. Rồi, em sẽ bán bông thứ tư. Bông thứ tư, mạch hoa bông thứ tư này với giá là 500 nghìn. Mạch hoa này sức nhẹ, mắt hồng nhé. Cánh tới giờ này nó vẫn bay ngang này. Mạch hoa sức hồng này, sức nhẹ thôi chứ không phải là sức mờ. Mắt nó mờ mờ đấy, mắt nó mờ mờ lem lem rất là đẹp, màu hồng. Mầm gốc của nó thì được khoảng gần 25 cm rồi. Mạch hoa này bác nhìn này. Rồi hôm nay em chỉ có 4 mạch hoa như vậy thôi. Các bác hãy liên hệ với em là Sa nhé, với số điện thoại là 0938 203 714 ạ. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm.